Xin chào các bạn, hôm nay mình đi thả trùng đây. Đấy. Mình thử 10 cái. Và các bạn thấy địa hình đây. Địa hình rất là nhìn bình thường. Nhưng mà chắc chắn là phải có lươn. Các bạn thấy không? Mình cứ thả theo cái kiểu này thôi, không cần đơn đơn sơ thôi. Đấy. Mình sẽ thả đây một cái xem như thế nào. Dưới nước đây sâu không nhiều nhỉ? Đấy các bạn thấy không? Rồi thử xả xem đây một cái xem. Theo các bạn đố các bạn mình thả kiểu gì đây? Mình thả đơn giản thôi. Các bạn thấy mình thả chưa? Rất là đơn giản. Rồi. Cho xong đi. Cái thứ hai. Các bạn phải đi cẩn thận. Để xem họ ăn trộm hết đấy. Các bạn thấy chưa? Đây. Thứ hai mình thả đây. Thế thôi các bạn. Đơn giản thôi. Không cần phải cầu kỳ lắm. Thả thế ngày mai là có lươn đấy. Im nhé các bạn. Đây hỏi ăn trộm lắm nên là phải cẩn thận. Cái thứ ba mình phải thả ở đâu này? Ui, đây nó lún quá. Bạn thấy bùi chuỗi chưa? Các bạn thả sâu quá nhỉ. Thế thôi các bạn. Thế thôi các bạn. Mệt quá. Cái này sờ nó nổi lên thì các bạn về. Bỏ nó thì cũng đã. Mà thấy không? Các bạn thả cho mình một cái là cái bùi bùi này. Đấy. Làm dấu này. Thế thôi. Đơn giản ngon nhẹ.